Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 174. Loài chuột dễ thương hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Loài vật này biết nhột như con người. Bằng chứng là nếu như bị cù lét thì chúng sẽ cười khúc khích. Tuy nhiên, do tiếng khúc khích đó có tần số rất cao nên tai của con người không thể nghe thấy được. Chuột cũng biết ửng đỏ, nhưng thay vì đỏ mặt thì chúng sẽ đỏ tai khi chúng có cảm xúc hạnh phúc. Chuột là một loài ở sạch đến đáng kinh ngạc khi chúng dành phần lớn thời gian để chải chuốt cho bộ lông của mình. Không những vậy, chúng còn làm sạch cho nhau để gia tăng tình cảm. Hành vi này được gọi là chải chuốt xã hội, và nếu một con chuột đồng ý để cho một con khác làm điều này với nó thì chứng tỏ nó có niềm tin tuyệt đối với đối phương. Chuột cũng là một loài sống rất ngăn nắp khi chúng thường xuyên làm sạch hang ổ và sắp xếp thức ăn của mình một cách rất gọn gàng theo dạng cột. Đặc biệt, chúng cũng là một loại thú cưng cực kỳ thông minh, không chỉ hào hứng khi nghe được giọng của chủ nhân mà đôi khi chúng còn xem chủ nhân là đồng loại và chải chuốt cho chủ của mình. Thậm chí chúng còn biết đồng cảm và thương xót cho đồng loại. Bằng chứng là trong một thí nghiệm với hai chú chuột, khi thấy một con bị nhốt trong đường ống hẹp thì con ở bên ngoài đã cực kỳ lo lắng và cố gắng tìm cách để giải cứu cho homie của mình.